Xin chào các bạn. Để có động lực làm những video tiếp theo thì các bạn ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, like, share và bình luận. Thì thuật toán YouTube sẽ đưa cái video của mình đến nhiều người xem hơn, và đó cũng chính là động lực để mình làm những video tiếp theo phục vụ nhu cầu cho các bạn. Thì ở series trước đó là cái bí quyết trở thành cao thủ solo guitar, mình đã hướng dẫn cho các bạn là khoảng 7-8 cái video clip về âm dài, về các cái thế tay chạy trên cần đàn. Thì đó là cái nền tảng cơ bản nhất để cho các bạn biết được cái âm dài. Thì nó gồm có âm dài thứ tự nhiên, rồi âm dài hòa âm dài giai điệu, rồi âm dài ngũ cung, rồi tới âm dài trưởng cũng vậy. Âm dài trưởng thì âm dài trưởng tự nhiên, rồi âm dài trưởng hòa âm, rồi âm dài trưởng là giai điệu, vân vân. Thì các bạn, nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn vào và chúng ta xem lại từng những cái clip đó để chúng ta nắm được từng âm dài một. Rồi tiếp theo đó là ở cái video vừa rồi mình có làm một cái video mà cách tạo cái câu chạy lót của cái điệu siro rock ở cái tông la thứ đó. Thì các bạn cũng xem để chúng ta biết được cách chúng ta tạo câu lót như thế nào. Và một cái video nữa đó là một cái video mình nói về làm sao để solo được một cái bài hát thật dễ dàng. Thì các bạn phải nắm vững những cái kiến thức đó về mặt lý thuyết để chúng ta bắt đầu từ cái video này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành một cái series khoảng 5-6 video clip. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành bằng cách là mình sẽ hướng dẫn các bạn solo một cái bài hát cụ thể ở các cái điệu slow rock, Boston, rồi điệu rumba, một số cái bài hát nổi tiếng. Hợp âm la thứ, mi trưởng, mi thứ, rồi đô trưởng, vân vân. Có nghĩa là những bài hát này nó đơn giản thôi nhưng dễ tập, để cho làm cho các bạn làm cái nền tảng đầu tiên để khi các bạn solo. Và sau khi mà các bạn solo tốt được những cái bài này thì mình sẽ hướng dẫn những cái bài nó phức tạp hơn. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu ở cái bài hát đó là bài Xin Còn Gọi Tên Nhau của nhạc sĩ Trường Sa, một bài hát rất là hay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ở tông la thứ. Thì ở cái bài này mình sẽ kết hợp cái âm dài và câu lót phối hợp kết hợp với nhau để tạo thành một cái bài solo hoàn chỉnh. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cái phần intro. Intro của bài này nó được xây dựng trên cái vòng hòa thanh bậc 4 của la thứ. Thì bậc 4 của la thứ, các bạn nếu các bạn nào chưa xem video mình á thì các bạn nên xem lại để chúng ta nắm được bậc 4 của la thứ nó gồm có là gì: re thứ, son trưởng, đô trưởng, pha trưởng, si thứ bảy giám năm, mi trưởng và trở về la thứ lại. Đó, các bạn nào chưa xem thì các bạn xem để nắm. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái intro. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đánh thật chậm và hướng dẫn cho các bạn. Bắt đầu đầu tiên các bạn đánh nốt mi kết hợp với bát là. Mi, bát là và mi. Kết hợp với là chúng ta bấm hợp âm la thứ. Các bạn dùng ngón số 1 chặn 3 giây ngang năm và ngón số 4 bấm cái nốt C. Bát là thì đây là cái hợp âm la thứ 9. Mình đánh lại. Các bạn cái chỗ khoảng trống các bạn móc 2 giây ở cái nốt la và đô. Mi. Rồi sau đó các bạn chập 3 giây và bát luôn. Đấy, mình đánh lại nhé. Thank you.
cái khoảng trống chúng ta móc 2 giây ở cái nốt đô mi, và sau đó chúng ta móc luôn 3 giây vào bát. Rồi tiếp tục si la mi. Son như số 1, ngon 3, là son kéo vuốt xuống, la pha, pha chúng ta bấm hợp âm rê thứ, và cũng vậy tiếp tục chúng ta móc dây số 3, dây số 2 và đánh, móc luôn 3 dây và bát. Đã, các bạn nghe lại. Rồi tiếp tục rê xì xì thì chúng ta qua son trưởng, các bạn đánh bát son vào đây, son fa son mi, mi thì chúng ta bát đồ, bấm hợp âm đô mi số 7. Rồi tiếp tục đô la, chúng ta qua pha major 7, đô la, các bạn đánh nốt la và kết hợp với nốt pha đây luôn, đánh đô, đánh 2 giây luôn. Rồi tiếp tục mi, mi pha rê, mi mi pha rê, rê đây chúng ta bấm si thứ 7.5. Nếu các bạn khó bấm ở cái thế tay này thì các bạn bấm ở cái thế tay rê thứ cũng được. Và fa la rê, đấy, rê bắt rê và rê, sau đó các bạn đánh fa la rê, móc được đấy. Rồi tiếp tục si son, chúng ta qua mi trưởng, si son mi rê mi đô, đô chúng ta bấm hợp âm pha trưởng. Rồi tiếp tục đô si, chúng ta về mi trưởng, mi si đô la. Sau đó chúng ta chạy câu lót là si đô rê, rê thì kết hợp cho bát rê vào là si đô rê pha mi đô si la rê, chúng ta dừng lại, chúng ta móc là rê, rồi sau đó các bạn bấm hợp âm pha trưởng pha mi rê đô si la luyến đô. Rồi như vậy là chúng ta vừa xong cái câu intro, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu phiên khúc đầu tiên. Mi mi rê đô, đô chúng ta đánh bắt mì, bởi vì cái này là chúng ta chuẩn bị sang mi trưởng. Son hai, son si la la, la thì chúng ta kết hợp bắt la vào. Rồi sau đó chúng ta đánh cái câu lót, cái câu lót thì có nhiều câu lót, các bạn có thể là đánh một trong những câu lót sau đây. La mi la si đô đô si son la, mi la si đô si son la đó, hoặc là mi la si đô
thì các bạn có thể chọn cái nào cũng được. Đấy, cái nào cũng được. Rồi tiếp tục. Âm rê thứ móc là rê à. La đây bấm âm la và các bạn nhớ móc 2 giây à. Đô mi sau đó các bạn đánh à. Móc luôn cả 3 giây và bát. La mì mì ở đây chúng ta chặn rồi nè. Rê ở đây bấm hợp âm rê thứ đánh là rê móc 3 giây và bass. Sau đó chúng ta qua si giáng trưởng à, mình đánh lại câu này nhé. Tiếp fa rê fa rê fa mi la móc 2 giây đô đô la đô bấm bấm fa trưởng à, bát fa ở đây la đô rê. Âm mi trưởng ở đây hoặc là chúng ta đánh dây mi cũng được. Fa mi nếu mà các bạn đánh nó tốt thì các bạn có thể rê đây các bạn bát xì tại vì nó qua xì thứ 7.5 à, xì thì đánh mi rồi sau đó chạy câu lót xì đô rê fa mi rê mi ta hết cái nửa đoạn của phiên khúc 1 và ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái câu chạy lót nữa nếu các bạn ở cái dạng nâng cao đó à. À, các bạn chạy tốt thì chúng ta có thể lấy câu này chúng ta lắp thay cái câu kia, còn các bạn mới thì chúng ta chạy không kịp cái này thì chúng ta lấy cái câu lót hồi nãy. Các bạn đánh nè, mì ở ngang 7 dây số 5, mì son thăng si rê mì son si rê, sau đó các bạn đánh lại mì son thăng si rê à, fa mi rê mi bấm hợp âm mi trưởng. Thì đó là mình vừa hướng dẫn cho các bạn thêm một cái câu lót à, thuộc dạng nâng cao đó. Thì cái câu này nó đòi hỏi các bạn phải chạy nó nhanh cho nó kịp với cái nhịp à. Rồi bây giờ chúng ta video này chúng ta dừng lại đây.
Và tiếp tục ở cái phần 2 mình sẽ hướng dẫn tiếp ở cái phiên khúc tiếp theo và cái phần điệp khúc cũng như là ở cái phần outro. Thì chúc các bạn chúng ta tập luyện thành công. Các bạn có thể lúc đầu tua đi tua lại để tập, khi mà chúng ta nhuần nhuyễn rồi chúng ta sẽ đánh nhanh, sẽ tốt hơn. Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ ủng hộ, đăng ký kênh, like, share và bình luận thì comment phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.